Như vậy ví dụ anh bảy tôi cũng ra cùng, mà tôi về nói là tôi không bảy tôi ăn luôn đi. Không biết có hàng không? Ừ, tôi không biết có ăn luôn đó. Yeah. Rồi. Ở đây nếp hộp bự em mà. Nếp tròn. Hộp bự. Xôi lại là thịt kho. Thịt kho trứng. Nếp. Bữa nay nó tiết kiệm tối đa thấy chưa? Nó cho hai đứa mình có hai đứa đũa nè. Wow. Ừ, hai đứa. Bữa nay đẹp không? Để ăn đứa này đi. Để đứa này đôi coi. Đứa đôi. Yeah. Để mình đứa đôi coi. Đẹp quá. Thấy không? Nhắc đứa đôi vào túi chơi, bỏ chơi đi. Chơi. Ăn. Đây. Đó. Ừ, xôi. Xôi với lại thịt. Kho. Trưa mai hè hiện thời là không có cung cấp đồ ăn. Nếu mà ai đi sân bay buổi chiều là coi như là chuẩn bị tinh thần đói để cho ăn sáng Cái thôi. này thịt kho à? Chưa để mua đồ ăn nhưng mà chưa có nói là có hay không.